Tìm đâu được nhà liền kề vừa đẹp vừa rẻ mà lại về ở ngay. Xin chào tất cả mọi người. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay cho quý vị một căn nhà vị trí là thuộc phường Phú Lão, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với lại trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y Dược. Với căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, chuẩn chỉnh sổ đỏ đầy đủ, bán giao nhà được luôn. Với cái thiết kế có sân cổng riêng rất là hợp lý. Đây là sân cổng riêng. Với cái hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế của ngôi nhà 4 tầng, diện tích 30m². Đây, mọi người có thể nhìn thực tế sân cổng riêng của ngôi nhà. Và với cái ngôi nhà này thì thiết kế có cổng riêng này, với cái cửa chính thì thiết kế ở đây nhá mọi người nhá. Bên ngoài là lớp cửa sắt kéo và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là cái phần cổng riêng để ở trước nhà, thiết kế được 2-3 chiếc xe máy. Với cái ngôi nhà này thì diện tích có 30m² thôi. Tuy nhiên cái công năng sử dụng thiết kế của chủ nhà cũng khá là hợp lý. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà nhá mọi người. Đây, toàn bộ thiết kế đã được hoàn thiện xong chỉn chu rồi. Theo như hiện trạng mọi người chỉ việc xách vali về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, trao tay cũng như là sang tên trong ngày luôn cho mọi người. Còn nếu như quý vị nào cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì nó mất khoảng tầm thời gian khoảng tầm 1 tuần là quý vị có thể sang tên được nhá. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Căn nhà này thì vị trí của nó là thuộc Hà Đông, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Thanh Oai, cách với lại trục đường quốc lộ 21 khoảng tầm 300m thì cũng phù hợp theo quý vị đi làm ở theo cái trục đường quốc lộ 21, hoặc quý vị có thể đi theo cái trục đường ngã ba Ba La đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân, từ đây lên mà tới ngã tư Sở thì nó khoảng tầm 11 km cho quý vị nhá. Thì quý vị có thể cân đo đong đếm cái quãng đường đi để có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị những cái căn nhà hợp lý nhất, giá bán hợp lý nhất với phù hợp với tầm tài chính của mọi người. Căn nhà này giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 2.550.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn nhá mọi người. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, toàn bộ phần phòng bếp đều đã được hoàn thiện đầy đủ chỉn chu cho quý vị rồi. Tủ bếp thì thiết kế ở đây là tủ gỗ, xung quanh bếp thì là ốp gạch và mặt bếp ốp đá granite. Căn nhà này đấy, đây là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp. Không gian của các phòng thì cũng vừa đủ dùng cho một hộ gia đình nhỏ. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng công năng sử dụng riêng ở phía dưới tầng 1 thôi, không tắm được mà chỉ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái tay vịn, toàn bộ tay vịn cầu thang, cấu trúc cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thì thiết kế là gỗ. Với phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây thì là thiết kế cho quý vị một vách CNC, khá là hợp lý đúng không ạ? Và sau đây xin mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với ngôi nhà này thì tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong và cửa sổ thông thoáng đây. Hướng nhà là hướng Đông Bắc nha mọi người. Với phần ngủ tầng 2 thì cũng thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ cho quý vị về ở được ngay. Với phòng ngủ vệ sinh thiết kế ở bên trong theo kiểu master đây. Phòng vệ sinh đây, dọn về ở luôn, sạch sẽ, thoáng, được chủ nhà ốp gạch lên trên tới 2/3 trần rồi. Phòng vệ sinh cũng có cửa sổ mở ra để thoáng. Với hệ thống đây, sen tắm này, bồn cầu. Nói chung là về thiết bị vệ sinh là sử dụng cho quý vị đầy đủ. Với căn nhà này thì nó là căn cuối cùng ở trong ngõ cho nên nó cũng khá là yên tĩnh. Và đường ngõ trước nhà Ngọc Ánh đã quay cho quý vị rồi. Nó cách với lại trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m, cách với lại trục đường quốc lộ 6 300m mọi người nhá. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ cho quý vị. Và mời người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì nó thiết kế khác hơn một chút so với tầng 2. Phòng vệ sinh ở tầng 2 thì ở bên trong, còn phòng vệ sinh tầng 3 thì ở bên ngoài. Còn đâu thì phòng ngủ thiết kế giống nhau. Đây, thiết kế giống hệt nhau, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ lấy ánh sáng thông thoáng. Cửa thông phòng của tất cả các phòng ngủ đều thiết kế là cửa gỗ. Còn đâu thì tất cả các thiết bị vệ sinh ở trong phòng vệ sinh thì là như nhau, giống nhau quý vị nhá. Đấy, thiết kế tương đương, giống hệt nhau. Và mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà với không gian tầng 4 đây mọi người ơi.
với không gian tầng 4 của ngôi nhà. Thì đây là cái khu vực để máy giặt nhá mọi người. Có cửa sổ để lấy ánh sáng. Đây là cửa đi lên ở trên phía trên tầng 4, trên tầng thượng. Trên đấy thì đã có bể bồn nước một khối và phía dưới tầng 1 thì có bể ngầm. Và đây là cái phần phòng riêng ở trên tầng 4. Quý vị thì có thể thiết kế phòng thờ, phòng làm việc hoặc là cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình nhá. Đó. Và đây cái khu vực này cũng là cái phần để quý vị có thể làm sân phơi luôn. Ở đây thì quý vị có thể lắp cho Ngọc Ánh ở đây dàn phơi thông minh là có thể phơi phóng thoải mái rồi, bởi vì bây giờ công nghệ hiện đại gần như là máy giặt nó có cả sấy khô luôn, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Và với căn nhà này giá chào bán 2.550.000.000 bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, diện tích thì 30m, thiết kế 4 tầng, hướng nhà đông bắc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.